Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2015, tại thánh đường giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã diễn ra lễ chuyển chức linh mục cho 11 thầy phó tế dòng Đa Minh do đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên cử hành. Trong danh sách 11 tân chức hôm nay có tân linh mục Tadio Hồ Vĩnh Thịnh, nguyên đồng hành nhóm sinh viên Công giáo Đắk La. Mở đầu nghi thức truyền chức linh mục, cha bề trên đã giới thiệu những người này được coi là xứng đáng trước đức cha, và đức cha đã đồng ý truyền chức linh mục cho các thầy. Con chứng nhận những người này được coi là xứng đáng. Trước sự hiện diện của đức cha Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, các tiến chức đã tuyên hứa sẽ trung thành phục vụ Chúa, giáo hội và toàn thể dân Chúa, và sẽ vâng nghe lời đức giám mục và bề trên hợp pháp của mình. Con hứa kính trọng và tôn phục giám mục giáo phận cùng bề trên hợp pháp. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã cộng sự với con. Các tân chức nằm phụ phục thể hiện sự khiêm nhu phục vụ và hoàn toàn phó thác trong Chúa. Trong lúc kinh cầu các thánh hào hùng vang lên, đức cha chủ tế và toàn thể cộng đoàn đã cùng cầu xin ơn Chúa tuôn đổ thấm nhuần hồng ân trên các tân chức. Giây phút quan trọng nhất chính là lúc các tân chức tiến đến quỳ xuống trước mặt đức cha để ngài đặt tay trên từng tiến chức. Sau đó các linh mục đồng tế cũng đặt tay thể hiện sự hiệp thông trong sứ vụ linh mục. Sau khi thay dây phó tế, các tân chức được chính ông bà cố trao phẩm phục linh mục và được các cha đại diện mặc áo lễ cho các tân chức. Nghi thức mặc áo lễ, các tân chức được đức giám mục sức dầu thánh hiến và trao chén thánh. Nghi lễ truyền chức thánh kết thúc, đức cha trao hôn bình an như dấu chỉ minh nhiên đón nhận các cộng sự viên vào thừa tác vụ của mình. Các linh mục đại diện cũng trao hôn bình an cho các tân chức như dấu chỉ của sự chào đón các tân chức vào cùng sứ vụ và bày tỏ sự hiệp thông nâng đỡ với các tân linh mục. Con hãy nhận lễ vật dân thánh và sự tình Chúa, con hãy thức việc còn lại, noi theo điều con đã